Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Quick Review của Hệ Computer. Hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người chiếc bàn phím với tên gọi đầy đủ là IKBC CD87 Series. Chiếc bàn phím này thì được mọi người cho rằng là nó có chất lượng tốt. Tuy nhiên thì hình ảnh của nó không được đẹp với cái mức giá tầm trung như vậy. Thì hãy cùng mở nó ra xem để xem là mọi người nói có đúng không nhá. Như các bạn có thể thấy ở đây thì tất cả những gì mà chúng ta có của chiếc bàn phím này là một màu đen. Kể cả phần keycap và phần plate đều là chất liệu nhựa đen nhám, khá là bám tay và cảm giác thì nó khá là nặng ấy. Phần sau của chiếc bàn phím này thì chúng ta có hai chân kickstand, mỗi chân kickstand có hai nấc để đảm bảo là phù hợp với chiều dài ngón tay của người sử dụng. Và đây là bốn chân fit, hai chân fit ở trên thì làm bằng cái chất liệu cũng là cao su giống hai chân fit ở dưới, nhưng mà cái form của nó thì khác nhau. Như các bạn có thể thấy thì với mức giá tầm trung như thế này thì mình nghĩ rằng là không biết rằng hãng có thể làm một cách nào đấy để khiến cho chiếc bàn phím này nhìn trông nó đẹp đẽ và trông nó khác với những chiếc bàn phím giá rẻ hay không. Bởi vì là mình vừa mới nhìn vào một cái thì mình nghĩ rằng là hình thức của nó thì giống với những chiếc bàn phím tầm 200-300k ấy. Nhưng mà không sao, nó vẫn tốt gỗ thì tốt hơn nước sơn. Nhưng mà có một điều mà mình nghĩ rằng hãng vẫn nên thay đổi chính là chiếc dây cáp USB bằng nhựa này. Mình nghĩ là dây cáp bọc dù thì nó cũng chỉ đắt hơn nhưng mà nó cũng đắt hơn nhiều. Và dây cáp bọc dù thì nó bền hơn nữa. Và cái đầu USB này thì là đầu USB thường, không phải là USB mạ vàng, để đảm bảo tín hiệu truyền đến nhanh hơn. Và đây là những phụ kiện mà chúng ta có. Thì chúng ta có những phím keycap. Ôi giời ơi. Oh shit. Chúng ta có những phím keycap màu sắc trong với khoảng là 5 màu thì phải. 5 màu, và mình nghĩ rằng là những chiếc keycap màu sắc này để tạo nên hiệu ứng thay thế cho phần RGB mà chiếc bàn phím này không có. Và đây là một chiếc key puller màu đen. Bàn phím này thì với những keycap được làm bằng nhựa PBT và in ký tự double shot. In ký tự double shot thì thực sự là rất là bền, và đây cũng là kiểu in ký tự thường được thấy trong những chiếc bàn phím giá cao. Các bạn biết không, khi mà in ký tự double shot ấy thì những cái ký tự này không bao giờ lo là nó bị bong chóc như là kiểu in pad printing đâu. Kể các bạn có dùng lâu trong một thời gian dài thì nó vẫn sẽ y nguyên hiện trạng như vậy. Còn chúng ta hãy nói về phần switch của chiếc bàn phím này đi. Thì switch này là switch red. Switch red của Cherry thì như các bạn đã biết thì mình càng không có gì để mà phàn nàn về phần switch red này rồi. Nhiều người cũng cho rằng là switch red này là loại switch, là kiểu switch mà họ thích nhất, bởi vì nó tạo ra cái cảm giác gõ êm tay, tốc độ gõ rất là nhanh và tạo nên cái hiệu suất hiệu quả rất là ổn. Và thêm nữa là nó không có tiếng động, không có tiếng ồn đến từ phần phím, phần khớp tactical, và đến cả những cái tiếng động picky của switch blue thì nó cũng không có nữa. Và mình nghĩ rằng là với những cái ưu điểm bù lại những cái nhược điểm về mặt thẩm mỹ này thì chiếc bàn phím cũng khá là đáng mua đấy chứ nhở. Và nếu mọi người muốn cân nhắc, muốn thử xem chiếc bàn phím này có thật sự như những gì mình review hay không, hãy đến với các showroom của Hàng Hải Computer trên toàn quốc nhé. Sản phẩm này đang được bảo hành 24 tháng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những bài review sau.